Costco các bạn ơi. Đi về Việt Nam nhớ Costco vô cùng luôn. Cho nên là bây giờ về lại Mỹ rồi làm phải đi Costco. Và Costco là hôm nay là tháng mới là có những cái món mới tầm bậy, có những cái món giảm giá. Thì lâu quá không đi Costco, giờ đi Costco, đi thăm lại Costco nha. Rồi các bạn ơi, mình đã vô Costco rồi. Cái mùi của Costco nhớ dễ sợ, nhớ luôn cái mùi của Costco. Đây nè, có báo mới nè. Rồi đưa cho cô chú coi. Rồi xé ra được rồi, giỏi quá, đưa cho cô chú coi cái coi. Đây báo mới rồi các bạn ơi. Là mới vô là nhìn thấy cái này là ok rồi nè nha. Có cái kem rồi nha, giảm 3 đô. Đi thò shopping. Thò shopping. Nhớ Costco quá. Bây giờ mình đã vô Costco để mình xem có cái gì rẻ nha các bạn nha. Thì không có về Việt Nam chắc không có mua gì nhiều rồi đó. Bán trà bỏ rồi chị. Hãy hại xíu nè mày. Hại phụ cảnh đi. Wow, cái này cho sớm mở. Hãy có ý tùm. Rồi tới khu quần áo. Rồi mấy cái gì này cho như đi biển, đi chơi. Trời. Cái này là 19 đồng 99 dạ, đã giảm 5 đô rồi các bạn. Trong nít là mùa hè nóng quá nè. Mà cái này hơi bị hao nước. Thôi ghé xin ăn thử nha các bạn. Thank you. Ờ, giảm giá còn 4 đồng 49 các bạn. Ăn thử nè các bạn. Giống như là cái gì giảm giá. Da heo chiên giò. Tẩm cái này cay quá. Đây các bạn ơi, kem nè. Kem này là giảm 3 đô. 10 đồng 99 giảm 3 đô còn 7 đồng 99 là 8 đô. Một cái hộp vậy là nó có 3 vị vanilla, có đậu phộng, vanilla caramel với vanilla. Có trong đây là bao nhiêu cây ta? 16 cây. 16 cây kem ốc quế. 8 đô. Ý cái này dễ thương quá vậy ta. Cái này là cái trái rồi nó để kem ở trên, ngổ hay là. Cái này cũng giảm giá luôn nè. 14 đồng 99 giảm 4 đô còn 10 đồng 99 nè. Dễ thương quá hả? Ngon không ta? Có cái vỏ của trái dừa nữa. 12 cái. Ồ, kem melona các bạn ơi. Nhưng mà mình không có giảm. 12 đồng 49. Sao mình kia đâu có giảm, mình không bao giờ giảm ta. Ồ, kem melona này hôm bữa hồi mới làm video mình có review qua, ngon lắm. Một hộp như vậy là có tới 24 cây. 24 cây như nó nhiều hơn lần trước mình mua luôn. Có 3 vị nè, xoài, dưa lưới với lại dừa. Ừ, cái này phải mua, cái này phải mua. Ý, bởi mình cũng cho cái loại kem mà sầu riêng rồi các bạn ơi. 17 đồng 69 cho 2 hũ kem là 16 ao. Kem sầu riêng ghi tiếng Việt luôn nha. Ghi tiếng Việt là kem sầu riêng luôn. Cái coi mình lấy thử coi xuất xứ rồi đâu. Đây, ghi chữ kem sầu riêng ghi tiếng Việt luôn. Mới chịu. Không có thấy ghi xuất xứ ở đâu luôn các bạn ơi. Mình thấy ở đây nó có bán tạt trứng nè. Hình như tạt trứng này cũng là dạng tạt trứng nàng lớp á. Là đâu giá là 11 đồng 69. Là có 12 cái tạt trứng. Nếu mà ở nhà mình làm chắc hồng tươi có giá này. Các bạn ơi, cái bánh, cái thịt bò Wagyu E-Fi nè các bạn.
Bây giờ mình thấy hôm nay mình thấy nó có vô hàng lại á, nhưng mà cái giá nó không có giảm nha các bạn nha. Bây giờ là một trần nào một pound á, cái giá khá là cao luôn, hay là khá là cao mà rất là mắc luôn. Nhưng mà nó rất là ngon, các bạn có thể xem lại cái video của mình á, chồng mình chiên, trời ăn nó rất là ngon, rất là đã luôn các bạn. Ý cái này nó có giảm nè, nó giảm tới 4 đồng 30. Ủa mà các bạn giá nó đâu rồi ta? Cái này nhiều khi cũng tiện lắm, giống như cái trứng nè. Ê, không, nó là giống cái hamburger mà không phải, nó là trứng mà nó kẹp lại thịt với lại phô mai, nó để fusion như vậy á, cái mình làm nóng lại là mình ăn được luôn á. Cho mày đương nít, nhiều khi người lớn này nọ mình ăn sáng mà không kịp á, cái người nước ngoài tay ăn cái này, hoặc là ăn cái này nè, mà cái này thì không có giảm. Mình kiếm được cái giá của nó rồi các bạn, là nó giảm 4 đồng 30, là còn 11 đồng 49 á. Này giống như mấy cái hamburger mà nó để trong lạnh á, cái người ta chỉ cần là làm nóng lại, bỏ microwave làm nóng lại là ăn được rồi. Rồi cà phê sữa đá của Lee Sandwich, ở trong đây là có 6 chai, cái giá của nó là 18 đồng 99. Ồ, mình đi Costco lần này tự nhiên cái mình thấy có nhiều cái tiếng Việt, nhiều món giống như món Việt Nam vậy đó, giống như mới nãy ghi chữ kem sầu riêng luôn. Ô các bạn ơi, có đồ review cho các bạn xem nè, cái này coi, brown sugar boba milk tea mochi. Trời ơi, cái này thấy người ta review nhiều lắm, mất một cái bịch này tới 60 cái lận, mà nó không có giảm giá nha các bạn, nó có 8 đồng 99. Không biết có ngon hay không nữa, mình sẽ về mình sẽ dùng thử cho các bạn xem luôn. Rồi mắm cái đồ ăn xong rồi mình qua cái chỗ bán đồ xà bông này nọ nè, thì mình thấy cái dầu gội hết trên soda này nó giảm 3 đồng rưỡi các bạn, còn 10 đồng 49 cho một cái chai này. Chai này chồng mình ở nhà cũng đang xài á, thấy cũng rất là mát luôn. Dầu xả pentin, dầu xả pentin giảm giá các bạn ơi, giảm còn có 8 đồng 49 luôn, giảm 2 đồng rưỡi. Cái loại pentin này đều giảm nha, là dầu gội và dầu xả đều giảm, đi còn 8 đồng 49 thôi. Bên đây là dầu gội nè, bên đây dầu xả, dầu gội, dầu xả. Hình như dầu xả mình đang xài á, nhưng mà dầu gội hình như mình chưa hết nên mình không có mua cái loại này. Kem bánh răng giảm 4 đô, còn 9 đồng 99, 9 đồng 99 với cái hiệu này. Nhưng bữa mình có mua về cho ba mình hả? Bữa giờ đâu cần mua đâu. Sữa tắm đô giảm, còn 13 đồng 39, giảm 3 đồng rưỡi luôn. Cái thuốc này bữa mình hình như không phải mua loại này, mình mua cái loại này nè, mua cái loại này cho ba mình. Cái loại hai cái loại này nó có thêm một cái thành phần này nè, mình không biết là cái gì mà giúp nhờn đồng khớp gối gì đó, để mình tra lại thử coi cái này là nó trị cái gì mà nó giảm giá, nó giảm 5 đô lận á, giảm còn 18 đồng 79 thôi. Cái loại này hình như cũng mấy đau chân đau đồ này nọ nè. Cái này ở bên Việt Nam mà mấy người mà xách tay mang về bán cái này rất là nhiều luôn, cái này cũng giảm 5 đô luôn, mà cái giá này cao hơn nhiều, giống như cái này là 20 đồng 99 lận á. Cái collagen bữa mua cho chị mình hôm nay cũng giảm giá rồi nè, 15 đồng 99, giảm 4 đô luôn. Lần trước mình mua nhiêu ta mình không nhớ nữa, nhưng cũng cỡ đó hay sao á. Chị mình nói uống rất là ngon và dễ uống nữa. Bạn nào có uống không? Mình thì chưa uống qua nha. Olay này cũng giảm giá nè, nó ghi là body wash, là sữa tắm. Sữa tắm giảm 4 đồng rưỡi, còn 11 đồng 49. Ồ rẻ nha. Ồ rẻ nha. Olay thơm lắm luôn á, 3 chai lận. Ý fish oil này cũng giảm giá, giảm 2 đồng 50. Mình nhớ hình như lần trước mình đem về cho ba mình, cái hũ này mình mua có 8 đồng mấy rồi, vậy là nó
Vậy là nó giảm ít hơn rồi đó. Hồng 10 đồng 49. Lần trước mình mua nhiêu, 8 đồng mấy á. Ý, cái bịch này nó giảm giá các bạn ơi. Bịch này nè, bịch này nè, ăn cũng ngon lắm nè. Nó có hạnh nhân, hạt điều, cái màu trắng trắng này như là sô-cô-la với lại blueberry, raspberry nữa. Nó giảm 3 đồng 20 còn 6 đồng 99 thôi. Cũng ra cái này ngon á. Mình thấy cái này ngon, hàng cũng nhiều lắm. Ở bên nào? Bên đó nữa hả? Sao? Hắt hả? Hắt là cái gì? Tắt đèn. À, tắt đèn là, tắt đèn là tối thui á. Tối thui nè. Ở đó đâu tối thui là hắt đó. Không, ở đâu hắt? Chị quá rồi. Trên nó đó hả? Nó hắt để làm gì? Lên cho nó để làm gì? Lòn lòn. Tự nhiên có lòn lòn, mình có lòn lòn trên đó. Làm sao, hắt có sợ không? Tối thui có sợ không? Sợ. Sợ hả? Sợ phải làm sao? Sợ phải làm sao? Mỗi lần con sợ con phải làm cái gì? Ăn gì đâu mà dính miệng đùm đùm tới lả luôn. Ăn dính đùm đùm tới lả miệng. Ăn cái gì đó, mới ăn cái gì đó. Cái lớp có chút bỏ thùng rác không? Bỏ thùng rác đúng không? Nói má nghe đây, bỏ thùng rác. Bỏ thùng rác. Bỏ thùng rác ở đâu? Có bỏ dưới đất không? Sao giờ sao không bỏ dưới đất? Bỏ tì hả đó. Kèo tì hả đây không không? Đúng. Sao hủ được? Đi lạp xa, cái này là rác. Vô phải. À sao thổn? Mỗi gì cháu quầy tèo chứ chế. Bà Bảy. Ừ, bà Bảy, bà Bảy mình quái luôn. Ấy đi ngang mà thấy cái món này nhìn nó giống như cái thèo lèo của mình của ta, nhưng mà nó không phải, nó là có hạnh nhân, hạt điều với lại này là hạt bí hay sao á, là nó có giảm giá, nó giảm còn 6 đồng 99 á, 8 đồng 99 giảm 2 đồng còn 6 đồng 99. Nhìn thấy nó cắt cục cục giống như cái thèo lèo mà mình ai ăn tết á. Đây, hôm nay mình đi mua Costco mua vài món thôi. Tại đâu có mua về chữ đem về Việt Nam nữa đâu. Đó. Đếm coi bao nhiêu món nha, còn chút cái ra ngoài nó yếu nữa đó. 1 2 3 4 5 6. 6 món, 2 4 6, 6 món thôi. Thì mấy cái này về mình sẽ review cho các bạn xem. Rồi từ cái chồng mình scan tự tính tiền. $12.49 $5.99 $4.99 $6.99 Credit 2. À, giảm 2 đồng 30. Ủa sao nên mua đồ giảm chỉ có một bịch thì đâu cũng còn như là đồ giá đúng không? $4.99 Rồi, hết rồi. Follow the instructions on the pin pad. Trả tiền. Trời ơi, mua có 6 món mà hết 46, 47 đô. Oh my god. Thì cũng gần 50 đô rồi đó. Là vẫn có 6 món thôi á. Rồi bình thường mình đi chứ cũng cỡ trăm mấy, mà đợt này không có về Việt Nam nè. Đó. Lấy cái đó để làm gì? Lấy này, con lấy cái này để làm gì? Vẽ tiền. Hả? Vẽ tiền. Kêu người ta vẽ hả? Vẽ gì? Vẽ tiền. Rabbit là con thỏ. Giỏi, con thỏ. Nó lại mới nghe coi con. Con thỏ. Giỏi quá, con muốn vẽ con thỏ hả? Ông muốn vẽ con thỏ hả? Chúc nói với người ta nha. Biết nói không? Biết. Chúc nói làm sao? Biết biết. Gì nào lắm? Biết biết biết. Gì nào? Thank you. Thank you. Biết không? Chúc nói vậy thôi, coi người ta có vẽ rabbit con không nha. Trời ơi, có sổ gần đông thiệt đông luôn các bạn coi nè. Trời ơi, người ra tấp nập mà xe nào xe nấy đầy nhóc. Trời ơi, có cái xe kia kìa.
Okay, các bạn có cái xe kia mình đựng chứa không đủ. Ê, cái đó là cái gì vậy Luku? Hình như cái đồ này đúng không? Cái nào? Cái treo màu vàng á. Bỏ gì cà phê lắm. Hả? Children Network Hospital gì vậy? Trời, cô ăn uống cũng rất là đông luôn. Trời ơi. Này vô lại Costco vui quá mọi người. Cái mùi của Costco. Cái Costco khoái lắm. Được đi quay phim. Trời, gì vậy vào luôn. 1, 2, 3. 3 cái TV luôn. Return hả? Ồ, đây hai cái nữa kìa. Trời, cái này bự lắm á. Cái này bự bằng cái nhà mình không? Bự hơn không? Bự hơn cái năm mấy không? 55 đi. 70 mấy hả? Wow. Rồi, cái ý gọi những con bò này bạc ra biệt lên tôi có sữa. Phỏ phỏ xin phỏ này quạt rabbit đây. Cái con chè chè quạt siêu mịn nha. Mất kìa. Cái con phỏ phỏ xin phỏ này quạt rabbit đó mà. Chỉ có quạt lị lo xịn chị á. Ờ, ba gì phải ngủ rồi. Ba ngạnh can đây đưa cho cô chú coi coi đời mà kiến đẹp trai lắm luôn á. Đẹp trai nè, đẹp trai. Đẹp trai nè, đéo kiến trời ơi. Đẹp trai ăn dính miệng tùm lum rồi đẹp trai. Rồi, đẹp trai chưa? Làm xe bê giảm sụi. Ờ. Có tỏi bị giảm sụi ra. Xe bê. Ờ, giảm sụi, giảm sụi. Em làm sụi đi. Đẹp trai, xấu quá. Xấu quá, đẹp trai. Ai đẹp trai? Ai đẹp trai? Bà sao quá kìa đẹp trai. Trời ơi. Ai, hôm nay đi Costco vui quá nhưng mà không có mua nhiều. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình nha. Nếu bạn thích video này hãy like và subscribe cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình được phát triển nhanh lên nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Bye bye đẹp trai. Trời còn nhớ kìa.